Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019. Trong phiên bán hàng hôm nay, tụi em có bán nhiều loại giả hạt. Trong đó đặc biệt có một cây gái nhảy rất đẹp. Thì anh chị nào muốn mua giả hạt thì bắt đầu từ phút thứ 12 trở đi. Các anh chị kéo qua phút thứ 12 trở đi thì tụi em có bán giả hạt ha các anh chị nha. Còn ở phần đầu video thì tụi em trước hết là cho các anh chị và các bạn xem những cái hoa giả hạt châu Như. Hôm nay thì trong vườn của em nó nở rất là nhiều giả hạt châu Như. Thì cũng quay cho các anh chị và các bạn xem mặt hoa. Phần lớn đây là những cây châu Như F1 ha các anh chị. Ở phần đầu video thì tụi em bán mặt hàng Lan Ký, còn giả hạt thì tụi em bán từ phút thứ 12 trở đi ha. Các anh chị nào mua thì kéo qua phút thứ 12. Kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm của tụi em thì ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hình thức giao hàng, bán hàng của tụi em là các anh chị và các bạn chúng ta sẽ gọi điện thoại trực tiếp qua số điện thoại tổng đài hoặc số điện thoại di động. Thì các bạn điện thoại viên sẽ tiếp nhận đơn hàng của các anh chị và đóng hàng. Thì các anh chị và các bạn có thể yêu cầu chuyển phát nhanh hay là chuyển phát thường. Thì tụi em sẽ đóng hàng theo yêu cầu của các anh chị. Chuyển phát nhanh á, thì bên bưu điện họ tính theo theo kích thước của kiện hàng. Còn chuyển phát chậm á, thì nó sẽ rẻ hơn. Chuyển phát nhanh thì khoảng 3 ngày. Còn chuyển phát chậm thì từ 5 cho đến 7 ngày. Đây là những cái mặt hoa giả hạt châu Như rất là đẹp ha các anh chị. Giả hạt châu Như thì nó là một cái loại, một cái phép lai của giả hạt Di Linh Xuân. Mới là cây đại ý thảo Xuân Lâm Đồng. Đây là một cái cây mà lai thành công nhất ở Việt Nam mình đó các anh chị. Và những cái cây này cũng rất là giá trị. Những cái thân lớn như thế này thì giá trị của nó tiền triệu các anh chị nha. Nguyễn thì bản thân em thì rất thích, rất là mê cái mặt hoa giả hạt châu Như. Và hiện tại thì tụi em đã làm được cái trái giả hạt châu Như F2 từ mặt hoa đẹp này ha các anh chị. Cho nó lai lại trở lại với lại cái cây đại ý thảo Xuân Lâm Đồng. Thì trong một vài năm tới, từ cái trái mà nó trở thành những cái cây mà có thể mà tụi em bán được hàng cốc từ phòng cái mô của tụi em ra đó, thì chắc cũng phải 2 năm nữa mới ra được sản phẩm đó các anh chị. Rồi bây giờ Nguyễn xin bắt đầu vào video bán hàng trong ngày hôm nay. Là mặt hàng Lan Ký. Trước tiên thì tụi em có chữ Ngọc. Chữ Ngọc thì ngày hôm nay giá đã rẻ hơn so với những phiên trước các anh chị. Giá chữ Ngọc là 200.000 một ký. Đây là mặt hoa của chữ Ngọc. Thì cái hoa này so với lại cái mặt hoa ở trên hình em vừa mới đưa cho các anh chị thì nó có khác. Là cái họng của nó màu đen. Đợt này về thì phần lớn là hoa nó có họng đen ha các anh chị nha. Tình trạng cây chuỗi ngọc mùa khô thì nó đã rụng lá và cái thân của nó hơi tóp một chút. Thì về các anh chị và các bạn chúng ta cắt tỉa rễ rồi ghép nó vào những cái chậu đứng á. Thế là trồng đứng nó lên thì cây hiện tại bây giờ nó đã bật rất là nhiều mầm gốc rồi nha các anh chị. Đó, các anh chị và các bạn chúng ta thấy là phần lớn là những cái hoa của nó có họng đen, nó khác khác với lại những cái hoa mà nó có họng vàng ha các anh chị. Đợt hàng này về thì hoa họng đen nó rất là nhiều. Đặc biệt hôm nay thì tụi em có một hàng mặt hàng rất là quý hiếm, đó là đơn cam. Và giá của đơn cam á, thì tụi em bán như sau. Các anh chị mua từ 100g cho tới 300g thì là giá là 100.000 cho 100g. Và từ 400g trở lên thì tụi em bán theo giá hàng ký là 800.000 trên 1 ký ha các anh chị. Đơn cam là một cái loại cây rất là quý hiếm. Và trong các loại lan thì chỉ có đơn cam và hỏa hoàng cam mới là nó có hoa màu cam thôi.
kích thước của cây thì nó rất là ngắn các anh chị, nó chỉ khoảng tầm từ 5 cho đến 10 cm thôi. Và đặc biệt thì có một số cây nó dài hơn. Thì khi các anh chị và các bạn yêu cầu về hàng hóa thì có thể là chọn cây dài thì tụi em sẽ đóng cây dài cho các anh chị, và chọn cây ngắn thì tụi em sẽ đóng cây ngắn. Tuy nhiên cái số lượng cây dài nó rất là ít, cho nên là khi đóng hàng cho các anh chị mà hết cái loại cây dài rồi thì tụi em sẽ đương nhiên là sẽ đóng những cái cây bình thường. Nha các anh chị, đây là những cây bình thường nè, nó ngắn như ngón tay vậy thôi nha các anh chị nha. Đặc biệt thì mới có những cây nó dài. Thì Nguyễn cũng quay rõ cái hàng này là hàng rừng. Khi mà mới về dân người ta bó như vậy thì tụi em chưa cắt ra, để cho các anh chị thấy là khi hàng hái từ rừng về nó như thế nào. Ở đây có một cái hoa nó cũng còn khá là nguyên vẹn nha các anh chị. Đó, hoa của nó màu cam. Và đặc biệt hơn nữa thì hôm nay Nguyễn về cây hoàng thảo Trần Tuấn nha các anh chị. Loại này thì nó rất là hiếm, nó cũng quý hiếm như đơn cam. Và giá của nó là 180.000 cho 100g. Thì tụi em cũng bó sẵn những cái bó 100g và những bó 200g. Ví dụ như bó này, tụi em đã cân rất là kỹ ha. Bó này là 200g nè. Đó. Thì giá của nó là 180.000 cho 100g ha các anh chị. Có nghĩa là 1.800.000 một ký đó. Và tụi em đã bó sẵn những bó 100 và 200g. Thì các anh chị nào yêu cầu thì tụi em sẽ đóng hàng đi theo từng bó như thế ha. Bó 100g và bó 200g. Ở đây có một cái mặt hoa nó còn khá là nguyên vẹn. Cây thì nó đang mùa hoa. Thì các anh chị và các bạn chúng ta trồng thì có những người nào may mắn thì có thể là thấy được hoa của nó nha. Hoàng thảo Trần Tuấn là tên của một người Việt Nam tìm ra cái cây lan này. Và hôm nay là em vẫn có hạt vĩ lào nha các anh chị. Hạt vĩ lào như mọi khi thì giá là 220.000 một ký. Về các anh chị mà trồng thuần thì nó sẽ được dài như thế này, trên 1 mét. Và hoa của nó, loại này rất là sai hoa nha các anh chị. Hiện tại thì các anh chị mua cái loại này về làm giống nha. Tại vì hạt vĩ khi mà khai thác từ rừng về là các cái thân của nó sơ sát, nó gãy như thế này nè. Đó, ở đâu cũng vậy chứ không phải riêng ở chỗ em như thế này nha các anh chị. Thì tuy nhiên cái mầm gốc của nó các anh chị thấy là nó đang bật lên nha. Thì chúng ta trồng là trồng từ những cái mầm gốc như thế này. Và những cái thân già còn lại á, là nó sẽ giúp sức cho cái mầm gốc này nó phát triển lên. Cho nên là những cái thân này nó cũng rất là giá trị nha các anh chị nha. Ở đây thì mình có vảy rồng. Vảy rồng, những ai mà đã từng thấy trực tiếp cái hoa vảy rồng á, thì sẽ thấy được cái vẻ đẹp cực kỳ của nó nha các anh chị. Loại này hoa đẹp, thơm và cũng bền. Mặc dù cánh của nó mỏng nhưng mà nó cũng bền được 2 tuần đó nha các anh chị. Và loại này thì rất là dễ trồng và nó có thể nói là nó dễ trồng nhất trong tất cả các loại lan luôn. Nó có thể sống ở bất kỳ một cái giá thể nào cũng được. Và giá thì rất rẻ, 150.000 một ký thôi nha các anh chị. Hàng mùa khô, nó rất là khô và lợi cây. Nó những cái dề nhỏ vừa cho chúng ta ghép. Loại này thì các anh chị mà ghép vào gỗ là được. Hôm nay tụi em vẫn có lâm tu xuân. Hàng cũng rất đẹp ha các anh chị. Giá là 240 một ký. Kích thước cây thì khoảng tầm 20 đến 30 cm ha các anh chị nha. Lâm tu xuân thì có lẽ là trong khoảng tầm 2-3 tuần nữa thì người ta sẽ không khai thác nữa. Là vì cái mầm gốc của nó bây giờ nó đã bắt đầu phát rồi. Nếu như mà nó dài quá thì nó sẽ hỏng cái mầm gốc đó, cho nên là hiện tại các anh chị nên mua vào thời điểm này. Và hoàng thảo vôi cũng vậy ha các anh chị. Giá thì nó như mọi khi 260.000 một ký. Hôm nay em quay video bằng ánh sáng đèn vì trời nó ui ui, nó chuẩn bị mưa.
cho nên là em phải quay ánh sáng đèn nó hơi mờ chút. Như mọi khi thì Hoàng Thảo Vôi tụi em cũng giới thiệu rất nhiều hoa rất là thơm và đẹp ha các anh chị. Các anh chị mới chơi chúng ta nên mua, nên tiếp xúc với Hoàng Thảo Vôi cũng như là Long Tu Xuân, Long Tu Đá, là những cái loại thân thồng hoa đẹp dễ trồng, nở và tết nữa. Ở đây cũng còn Long Tu Đá Tím. Hôm nay thì tụi em cũng có Long Tu Đá Tím. Long Tu Đá thì nó cũng như Long Tu Xuân, hiện tại của nó thì cây đã bật mầm gốc rất là nhiều. Thì chỉ trong vòng 1-2 tuần nữa thì cái mầm gốc này nó lớn lên, người ta sẽ không khai thác nữa ha các anh chị. Long Tu Đá Hoa Tím giá là 220.000 một ký nha các anh chị. Nó rẻ hơn Long Tu Xuân cũng như là Hoàng Thảo Vôi. Hôm nay thì Nguyễn còn một ít, còn 4 bó nhất điểm hoàng. Mỗi một bó này là 1 ký ha các anh chị. Cây nó đang hoa. 1 ký các anh chị có thể trồng được một giò như thế này. Thì hôm nay thì còn số lượng ít thì tụi em bán 100.000 một ký thôi. Thì các anh chị nào đặt hàng thì có hết thì cũng vui lòng thông cảm nha. Một bó thì nó rất là nhiều, mình mở ra cho các anh chị và các bạn xem. Em cân thẳng 1 ký tại vì còn có 4 ký thôi. 100.000 cho một bó 1 ký ha các anh chị. Về chúng ta trồng vào một cái chậu thật là to. Thì khi đến mùa hoa của nó thì nó sẽ nở đồng loạt, rất là đẹp ha các anh chị. Còn bây giờ là đến những cái mặt hàng về giả hạt. Thì ngày hôm nay mình có chia sẻ một cây giả hạt. Cái mặt hoa giả hạt này thì nó mới hé nở cho nên nó chưa bung hết, cho nên là nó chưa hết căng cái độ đẹp của nó nha các anh chị. Đây là cây gái nhảy. Cây này thì em bán với giá là 7 triệu đồng. Hiện tại thì tình trạng sức khỏe cái cây này rất là tốt và rất là mập nha các anh chị. Thì các anh chị nào mua cái cây này về trồng trong mùa năm nay nó sẽ lên được 1 mét là chuyện rất là bình thường. Mình so sánh cái độ mập thân của cái cây này, các anh chị thấy là nó nù to hơn cái cây viết nữa. Hiện tại thì Nguyễn còn một cái cây cây giả hạt cái nhảy, nó đã cao hơn 3 mét rồi. Cây này thì nó thân, về thân thủ, thân lá của nó thì to và hoa cũng to. Ở dưới gốc của nó thì đang có hai hòn bi. Bi có nghĩa là những cái mầm lở đó nha các anh chị. Tình trạng sức khỏe cây này thì rất là tốt. Và cây gái nhảy là một trong những cái cây có mặt hoa đáng cho các anh chị và các bạn chúng ta sưu tầm. Đó là cũng xếp vào hàng va, hàng đột biến ha các anh chị. Cây này thì khá là lớn cho nên là giá trị của nó cao. Và với cái tình hình sức khỏe như thế này thì cây này với cái giá 7 triệu thì là cũng xứng đáng ha các anh chị nha. Và bây giờ thì Nguyễn có một số chậu giả hạt. Đây là giả hạt Campuchia. Về cái giá của giả hạt của Campuchia hiện nay nó đã là 3 triệu rưỡi một ký. Thì cái loại này tụi em mua về và tách và trồng. Thì trồng được 3 tháng thì cây nó bật lên những cái mầm gốc như thế này. Thì tụi em mới bắt đầu bán cho các anh chị và các bạn sưu tầm được. Thì chậu số 1 này có giá là 500.000. Đây là những cái mầm gốc đang phát lên và có thân mẹ nó nuôi ha các anh chị. Và rễ thì hiện tại đã ra và ổn định rễ. Thì có hai cái mầm nhỏ và hai cái mầm lớn. Đó là chậu số 1. Giá thể thì tụi em trồng bằng vỏ thông với lại một ít rêu chile ha các anh chị, rêu trắng. Chậu giả hạt Campuchia số 2 cũng có giá là 500.000. Đây là cái thân mầm lớn nhất các anh chị. Ngoài ra thì cũng đây cũng còn một cái thân Tiki đang có rễ và hai cái mầm nhỏ ở dưới gốc. Trên một cái thân già thì nó cũng còn một cái kia nó đang mọc. Hàng ký thì khi tụi em mua về giá nó rất là cao. Nếu mà một ký thì tách ra
chỉ được có vài về thôi, thì tôi rất là khó bán cho các anh chị sưu tầm, thì bắt buộc tụi em phải tách ra từng thân rồi tụi em trồng lại để cho cây nó lên mầm ra rễ đàng hoàng, thì tụi em mới bán cho các anh chị để nó an toàn ha các anh chị. Tại vì có một số các anh chị mới chơi chúng ta chưa có biết tách, mà mua hàng ký về thì giá trị lại rất cao mà lại không ra được nhiều mầm ha các anh chị. Giờ số 4, chậu số 4 này có giá là 600 nghìn. Nó gồm nhiều thân già các anh chị, những cái thân già này nó hỗ trợ sức cho các cái mầm nhỏ phía sau. Giờ số 5 này thì cũng có giá là 500, 500 rưỡi ha các anh chị. Cây đã bật mầm và có rễ, rồi tụi em mới xuất bán cho các anh chị để chúng ta chăm tiếp. Đây là dạ hạt Campuchia nha các anh chị nha. Ở đây là có một vài cái mặt bông dạ hạt Campuchia đang nở trong vườn, thì Nguyễn quay cho các anh chị xem là để cho các anh chị biết là mặt bông Campuchia nó rất là đa dạng và rất là đẹp. Còn đây là giả hạt Châu Như, thì hôm nay thì Nguyễn cũng có một số chậu giả hạt Châu Như. Giả hạt Châu Như này là những cái chậu hàng gieo hạt và đã được trồng ra rễ, cây bật mầm gốc khỏe, thì tụi em sẽ bán cho các anh chị. Các cái chậu giả hạt Châu Như này có 6 chậu thì đều đồng giá là 300 nghìn nha các anh chị. Những cái chậu này thì nó có ba cái mầm gốc đã phát lên rất là khỏe, ba cái mầm và cây đã ra rễ. Ở đây cũng vậy, một mầm, hai mầm, ba mầm và có những cái cây nó mọc trên những cái thân mẹ ha các anh chị. Những cái chậu này thì đồng giá là 300 nghìn. Đây là giả hạt Châu Như ha các anh chị nha. Thì như phần đầu mình cũng quay cho các anh chị và các bạn xem về một một vài mặt hoa giả hạt Châu Như ở trong vườn rồi đó, nó rất là đẹp. Ở đây cũng ba mầm nhưng mà cái mầm thứ ba nó rất là nhỏ, còn hai mầm còn lại thì rất lớn ha. Chậu số 4 thì cũng vậy nè, được 1, 2, 3 mầm. Cây thì đã được trồng, nó đã ra rễ tốt rồi, ổn định cây. Các anh chị về chúng ta chỉ việc chăm tưới thôi. Ở đây thì em sắp xếp nó hơi lộn xộn một chút. Đây là chậu số 6. Đúng ra số 4 rồi tới số 5. Nên đây là chậu số 6. Ở đây mới là chậu số 5 nè. Tất cả những cái chậu này đều có giá là 300 nghìn nha các anh chị. Ở đây nó còn một mầm chưa phát mầm gốc nè. Có 3 thân mẹ nha. Còn ở đây là hôm nay thì có nhiều loại giả hạt nhưng mà mỗi loại thì rất ít thôi, chỉ có vài chậu thôi. Đây là giả hạt Di Linh Xuân nha các anh chị, thì mình cũng đánh số và ghi giá cho từng chậu. Chậu Di Linh Xuân số 1 này có giá là 320.000. Ở đây có hai mầm nhưng mà chỉ có một mầm là phát mầm gốc thôi, còn cái mầm mập ở bên này thì nó chưa phát mầm gốc nha các anh chị. Cái loại này thì tụi em cũng vừa mới ghép, cây chỉ bật mầm gốc và chưa có ra rễ nha các anh chị. Chậu số 2 này thì cũng hai mầm và cũng mới phát một mầm gốc. Và tuy nhiên là ở trên hai cái thân mẹ đó thì nó có hai cái cây, cây đang ra rễ rồi. Những cái cây này thì các anh chị và các bạn chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta để nguyên, không có cắt ra nha. Chúng ta kẹp vô cho nó một túi giấm chi lê cho nó giữ ẩm, trong đó có phân tan chậm cũng được. Chậu giả hạt Di Linh Xuân số 3 này thì có giá là 320, cũng là hai mầm ha các anh chị. Thì có một mầm gốc đang phát, hai mầm gốc cũng phát luôn rồi. Loại này thì tụi em ghép sẵn cho các anh chị và các bạn chúng ta không có thời gian và cũng không có đủ giá thể để ghép á, thì tụi em có vỏ thông, có rêu chi lê, tụi em cũng ghép sẵn vào trong chậu như thế này cho các anh chị. Chậu số 4 này thì là giá 180.000 nha các anh chị, gồm một mầm.
Đây là dạ hạt Di Linh Xuân, hàng gieo hạt nha các anh chị. Chậu số 5 cũng có giá là 180.000, gồm một cái thân này và mầm gốc, đồng thời trên ngọn nó có kỳ. Thì các cái kỳ này các anh chị chúng ta cũng đừng, à chậu số 5 này nó bị hư cái phần thân rồi, cho nên là riêng chậu số 5 này sẽ không bán nha các anh chị. À, không có bán chậu số 5, nó bị hư cái phần thân rồi. Chậu dạ hạt Di Linh Xuân số 6 này thì có giá là 180.000. Gồm một cái thân lớn và một mầm gốc đang phát nha. Chậu số 7 này có giá 250. Nó có hai cái mầm gốc nha các anh chị. Nó gồm một thân mẹ và hai mầm gốc. À, chậu số 8 này thì có giá là 200.000. Nó gồm một cái mầm gốc và 1, 2, 3 cái kỳ đang mọc ở trên thân nha. À, còn đây là một số chậu giả hạt chấp Mỹ. Có 5 chậu giả hạt chấp Mỹ, hàng kỳ cũng như là hàng chậu lớn. Mặt hoa vừa rồi là mặt hoa giả hạt chấp Mỹ. Đó là mặt hoa đột biến cánh chớp nha các anh chị. À, chậu chấp Mỹ số 1 này nó gồm hai cái mầm và có hai mầm gốc luôn nha các anh chị. À, giá là 400.000, một mầm lớn và một mầm nhỏ. Những cái cây này là được ghép lâu rồi và cây nó đã ra rễ ổn định, bật mầm gốc. Tức là cái này nó đã ổn định cây rồi, có rễ rồi nha các anh chị. À, những cái cây này thì tụi em đã ghép nửa năm rồi, từ hàng kỳ lên đó. Chậu số 2 này thì giá là 300.000, gồm cái một thân và một mầm gốc 52. Chậu số 3 này cũng gồm một thân và một mầm gốc, giá 300.000 ha các anh chị. Chậu số 4 này cũng vậy, cũng giá 300.000. Cây được trồng và mầm gốc nó đã bật lên rất là khỏe. Cuối cùng là chậu số 5, là một chậu nó gồm 4 cái thân 52 và 3 cái mầm đang phát năm thứ 3. Đây là những thân năm thứ 2. Năm thứ 2 thì nó còn ốm ốm như vậy ha. Ở đây có một cái thân, trên thân nó có hai cái kỳ. Thì hiện tại có 3 cái mầm gốc đã bật lên rất là khỏe, thì còn có một cái mầm nữa thì trong thời gian tới nó sẽ mọc. Trong ngày hôm nay thì các anh chị thấy là tụi em có rất là nhiều loại giả hạt, nhưng mà mỗi loại thì có vài chậu thôi. Các anh chị nào nhanh tay thì mua được sớm ha các anh chị. Cuối cùng là tụi em có một số chậu trầm biên vàng. Tức là trầm nó có lá biên. Ở đây là mặt hoa trầm biên vàng, nó có mặt hoa rất là đẹp, tím đậm nha các anh chị. Thì chậu trầm biên vàng số 1 này thì nó gồm một thân và một mầm gốc đang phát, giá là 300.000, 12 cm. Chậu trầm biên vàng số 2 này thì nó cao 18 cm, tuy nhiên là mầm gốc nó chưa phát và giá là 300 ha. Chậu số 3 cũng 16 cm và giá 300, mầm gốc chưa phát luôn. Chậu số 4 cũng vậy, giá 300, cao 18 cm và mầm gốc chưa phát. Chậu số 5 này thì nó gồm một mầm lỡ và một mầm gốc đã phát. Chậu này giá 350 ha các anh chị. Đó, đây là cái mầm lỡ và nó đã phát mầm gốc. Các anh chị thấy là cái lá của nó có lá biên màu vàng nha. Và đặc biệt hoa của nó rất là đẹp. Chậu số 6 cũng vậy. Chậu số 6 thì nó gồm một cái mầm gốc và một kỳ trên thân mẹ. Đó, các anh chị thấy cái lá của nó không? Nó có biên, rất là đẹp. Cái loại này chơi lá và hoa của nó cũng cực kỳ đẹp. Cuối cùng là chậu số 7, 13 cm. Chậu này thì cũng mới phát mầm gốc ha các anh chị, mới bắt đầu phát, giá là 300.000. Rồi, mình xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video bán hàng cho ngày hôm nay ha, ngày 29 tháng 3 năm 2019. Mình xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những video bán hàng tiếp theo.